Giờ chúng ta phải viết nhanh nhá. Viết nhanh Nói này. Viết nhanh cái này đi, không không giải thích gì nữa. Thế viết thôi. Nếu không hiểu thì hỏi này. Đúng chưa? Tôi đang nói nhé. Chỗ này là x trừ 1. Thì được rồi. Nhưng mà cái chỗ này này là tôi muốn là một cơ. Tôi biến đổi cho cái chỗ này là một. Nhưng cái chỗ này khi đó ấy, thì nó sẽ thành k nhân x trừ 1 thì vẫn được. Đấy, nên là chúng ta sẽ đưa về thế này. Rồi chúng ta thay vào. Đấy, với điều kiện này. Điều kiện của x là gì các bạn? Chị đối chứ một Chữ này đối của nó bé một. Trị tuyệt đối của x trừ 1 vừa bé hơn 3 vừa bé hơn 2. Như vậy có nghĩa là gì? Bé hơn 2. Bé hơn 2. Trị đối x trừ 1 bé hơn 2. Tương đương với trừ 1 nhân x nhân bạn. Chỉ là chúng ta cộng hai cái tổng sigma vào thôi mà. Cộng hay là trừ gì đấy? Chúng ta trừ đi. Nhắc lại là bước thứ nhất là ta làm cho xuất hiện x trừ 1. Bước thứ hai là biến đổi cho cái số 2 này, vị trí này thành số 1. Giờ tôi đang sợ là nó bị mất mạng nên tôi nói luôn là tối nay vào lúc Lá cười tối nghe sẽ nay bị mất thằng gì cười. tối nay vào lúc 9 giờ. Không nghe thứ gì ạ? Nó giật giật không nghe rõ cô Giật 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 ạ. Nghe được 9 giờ cô Con cô hay là cô đẩy sớm sớm lên một tí được không cô? ạ. Có nhìn rõ không? Có nhìn thấy không? Cô chắc thì cô viết lên đấy cô ạ. Cô viết luôn bộ. Nhìn thấy slide không? Có nhìn thấy ạ. Không, không được. Tôi viết lên cô ơi. Viết nha. 9 giờ tối thứ sáu ngày 31 tháng 12. Lúc đón giao thừa cô ạ. Cô ơi, đủ cô không đẩy đấy cô ơi. một tí được không cô? Không, không có sự thay đổi. Làm bài trên sub.edu.vn 9 giờ nhớ nha. 20 câu. Nhưng mà làm sao để tham gia cái lớp này cô? Đã phải làm gì 50 phút. ạ? Em đã phải có tài khoản rồi. Mã lớp mà. Rồi mã lớp. Lớp đây. Cứ từ từ. Lớp này. Trách nhiệm của Đúng. Lớp D21. Công nghệ đúng không? Công nghệ 12. Giải tích 1. Phải có tài khoản trên cái này rồi nha. Mã lớp này. Tiết hoa này. Thân tôi nhìn lại nhìn nhầm. Mã lớp nhé. R V kép T G A L V kép T G A được chưa? Nhìn thấy chưa? Yêu cầu này. Ừ, đúng rồi, bạn ấy viết đúng rồi đó. Tờ được với Cartesia. Yêu cầu này. Yêu cầu là không trao đổi bài. Không trao đổi bài. Câu nào không làm được
thì không khoanh, thì không chọn. Câu nào không làm được thì không chọn. Mở ngoặc có nghĩa là không chọn ngẫu nhiên ấy. Điều này thì khác với lại các bạn vẫn thi trắc nghiệm là các bạn được quyền chọn ngẫu nhiên. Với tôi bảo các bạn là không được chọn ngẫu nhiên, nếu không làm được thì thôi. Bởi vì nếu mà tôi thấy các bạn làm hết thì tôi sẽ kiểm tra bất kỳ đấy. Tôi kiểm tra và trả lời không đúng ấy, không trả lời được, còn trả lời không đúng là sẽ bị trừ điểm đấy. Không phải trừ điểm câu đấy mà trừ điểm câu khác nữa. Nếu mình không biết làm gì mình random mà mình đúng thì có bị sao không cô? Thì không được, thì nếu tôi đã bảo là tôi sẽ không đủ thời gian để kiểm tra tất cả mọi bạn đâu. Nhưng nếu kiểm tra bất kỳ mà bạn ấy thể hiện là chọn ngẫu nhiên ấy là sẽ bị trừ điểm. Không phải trừ điểm một như thế đâu mà trừ điểm nhiều hơn. Ví dụ câu đấy chỉ có 0,5 thôi nhưng mà trừ thành 2 điểm chẳng hạn. Em nói cô, nếu mà không khoanh bừa như thế thì thang điểm tính như nào ấy? Vẫn như vậy thôi, câu nào mình làm được là mình có điểm thôi. Ví dụ 20 câu đúng không? Mỗi câu là 0,5 điểm đúng không? Thực sự mình làm được câu nào thì mình sẽ được điểm câu đó. Điểm giữa kỳ là 20% của cô? Điểm giữa kỳ là 10%, điểm bài tập là 10%, điểm chuyên cần là 10%. Giống nhau hết. Tuần sau chúng ta sẽ làm một cái bài là bài tập. Tóm lại là không làm được thì không chọn, thế thôi. Nó có hạn làm bài không cô? Có, 50 phút. Nhưng mà kiểu đến bao giờ thì khóa ấy? Ví dụ như là 9 giờ bắt đầu là 9 giờ 10 là khóa. Khoảng như vậy. Các em có thể là 9 giờ nhé. Vào làm thôi, cứ vào làm thôi, không cần vào chat đâu. Ai thích vào chat thì vào, không thích thì thôi. Và tin chưa? Rõ rồi ạ. Thế nếu mà thế các em có thể nghỉ được rồi. Nếu không hỏi điều gì nữa, nhớ nhá, không làm bài kiểm tra là sẽ bị không điểm giữa kỳ đấy. Nhớ đấy các bạn. Nếu bạn nào đang nghỉ đấy, cán bộ lớp nói với các bạn nhé. Cô là vào bằng tài khoản nào cũng được không cô? À, phải là tên của mình nhá. Phải là tên của mình. Nếu không thì tôi không biết là tên của bạn nào để có điểm đâu nhá. Vâng. Tên của chúng ta. Ẩn mã sinh viên đúng không ạ? Nếu mà chúng ta tự lập một cái mới có mã sinh viên thì tốt, mà nếu mà cái cũ của chúng ta rồi không, tùy chúng ta, càng chi tiết càng tốt, không được thì thôi, ít nhất phải có họ tên. Chào cô ạ. Rồi, chào các bạn. Chào cô. Xong chúng ta cũng chuẩn bị đọc trước bài hết cái bài chuỗi và chuỗi Fourier đi để tuần sau mình học nhé. Tuần sau mình cũng kiểm tra nữa. Nếu không còn điều gì nữa thì các bạn có thể nghỉ. Tuần sau cũng kiểm tra nữa cô? Đúng rồi, tuần sau kiểm tra nữa, lấy điểm bài tập. Vâng ạ.